Nam bên bển á. Nam Airlines. À, Việt Nam Airlines bên số 5 bển luôn á. Chỗ đây đâu có hàng đâu, đây là của Việt Nam Airlines. Cái lửa nóng xưa mình phải lắc léo mới được ra ngoài chứ mình không lắc léo là mình chết. Cách ly 2 tuần đó, cách ly đúng 2 tuần luôn. Tôi cách ly đây em ra lấy hành lý rồi, nếu mà cách ly là cách ly từ bên trong lận, từ bên trên bên trong nữa. Không chị ơi, em không có cách ly. À, Hồng đang lấy hành lý, đang làm visa cho con nó, nạp tiền á, nạp tiền visa. Đang nạp tiền visa nên là chưa có ra. Em đang đứng em lấy hành lý cho nó rồi mà đợi nó gọi không có được, nó chưa có mở máy. Mình điêu quá mình mới giờ lọt ra được đây nè, mình không điêu mình đâu có ra được. Không, họ không có kiểm tra chứng minh thư của mình, họ chỉ lấy cái giấy đưa cho mình cái giấy lúc mà ra. Thôi đây có nhân viên rồi nên là chúc mọi người hãy đi, sẽ nói cho mọi người nghe nhé. Đó, nhân viên đó nói nó nghe là nó báo bắt mình chết không ạ.